Trong kinh nói chính là người thời nay Khởi tâm động niệm tổn người lợi mình Chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý Không chịu những nhục tu thiện Buổi sáng tôi từng nói với quý vị Hiệu trưởng trước đây của tôi Ông Chu Ban Đạo Hành nghi một đời của ông Tôi nghĩ thế gian này không tìm được người thứ hai Vì sao vậy? Vì ông thật sự nhẫn được Khổ nạn ra sao? Ông đều nhẫn chịu Vì sao vậy? vì muốn tiết kiệm một ít để giúp người khác. À, cuộc sống mình khổ, biết nhưng biết còn nhiều người khổ, khổ hơn mình gấp bội. À, từng chút, từng chút. Trong cuộc sống hàng ngày, nhất định không tên là tên lạc tên phí. Người người học được tấm gương này Thì người ở thế gian này không có cạnh tranh Buông bỏ cạnh tranh Xã hội được an định Trên địa cầu không có thiên tai Ý niệm cạnh tranh là sai lầm Không chính xác hỗ trợ hợp tác là đúng tích lũy phước báo cho tương lai người này có trí tuệ biết nhìn xa vì sao vậy họ biết đời người ngắn ngủi tương lai còn dài có thể suy nghĩ cho tương lai đời này khổ một chút không sao đây là người có trí tuệ nhưng hạng người này không nhiều người hám danh hám lợi nhiều người hám danh lợi không ngờ rằng Oai thị bất thường Có thể tiêu diệt bất cứ lúc nào Ở thế gian này Thọ mạng rất ngắn Được mấy người biết được Thiên đạo thí trường tự nhiên cũ cử Mấy người hiểu được vấn đề này Đây là gì? Đây là nhân quả bao ứng Thí ở đây cũng có nghĩa là trương Mở rộng ra Tự nhiên cũ cử Cũ là uống nắng là chánh là sát cử cũng là như vậy đây là ý gì quý vị làm điều bất hiện tự nhiên có bao ứng tự nhiên cũ cử chính là tự nhiên có bao ứng cử kỳ phi giả quý vị tạo tội nghiệp quá nhiều lý tự nhiên đạo giống như thị gọi là thiên đạo giống như thị tức là tự nhiên quý vị hành thiện có thiện quả quý vị tạo ác có ác bao